Kính chào cô chú anh chị, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị bốn cái loại trà mà bên mình bán được cái số lượng cực kỳ nhiều và quan trọng nhất là mình uống nó hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng và hai nữa là uống nó ngon. Thì đầu tiên là cái trà mà rẻ nhất ấy, là cái trà sơn mật hồng sâm loại thường. Sơn mật hồng sâm mình sẽ chia làm hai loại nhé, loại thường là 80.000 đồng một cân và loại đặc biệt như thế này sẽ là 130.000 đồng cho 1 kg. Mỗi kg thì mình sẽ đóng hai bịch như thế này, mỗi bịch là 5 lạng. Trung bình một cân này thì chúng ta sẽ sử dụng đâu đó được khoảng tầm 20 cho tới 25 ngày. Thế và cái này giúp giải độc gan này, dễ ngủ và thanh nhiệt cực kỳ tốt. Ngày nào mình cũng uống nha. Ngày nào cũng uống thì nó cực kỳ tốt cho sức khỏe. Và cái trà này sẽ bao gồm bốn vị sơn mật, bát tiên, cỏ ngọt, cánh hồng, bốn vị như thế này. Và thực tế là có một số bên người ta sẽ bán rẻ hơn những cái thành và các cái thành phần ở bên trong. Thứ nhất là người ta sẽ trộn nên ít hoặc là không trộn và chỉ làm mặt như thế này thôi. Còn bên mình trộn cực kỳ kỹ rồi và cái chất lượng với mình nó ổn định cho nên là mọi người sử dụng quay lại rất là nhiều. 80.000 đồng cho một cân cái trà sơn mật thường này. Còn đối với cái trà sơn mật đặc biệt thì ngoài bốn vị trên thì sẽ bao gồm thêm cả đông trùng hạ thảo, táo đỏ thái lát, hoa cúc cũng như là cam lát và cả nụ hoa nhài như thế này nữa. Và cái trà này thì nó cực kỳ thơm, các cái vị ở bên trong như thế này của mình đấy thì được trộn rất là kỹ rồi. Thế và khi mà cô chú anh chị sử dụng, chúng ta chỉ việc bốc ra và chúng ta nấu thôi. Mỗi một cân này thì sẽ sử dụng được khoảng tầm từ 20 cho tới 25 ngày. Thế và cái trà này, cái gói này thì mình sẽ chưa dán tại vì là mình muốn để cô chú anh chị xem được cái mặt sau này. Bình thường thì bên mình sẽ dán cái mặt này. 130.000 một cân cho loại đặc biệt như thế này. Còn đối với cái trà giải độc gan thận này của nhà thuốc Đông y Gia truyền Hà Lê, thì ví dụ như khi mà cô chú anh chị bị chúng ta bị gan yếu hay là men gan cao cũng như là bị viêm gan B, viêm gan C đấy, hay là thận yếu thì chúng ta có thể sử dụng cái trà này. Mỗi một gói như thế này có giá thành là 120.000 đồng cho 1 kg. Thế và trọng lượng của nó khoảng 450 g. Có một số cái thương hiệu người ta làm cũng giống như thế này, nhưng mà mọi người để ý nhé, dưới dưới cái của cái túi này á, mà nó nhiều vụn ấy, thì cái chất lượng của nó khá là kém, người ta không có sàng sẩy sạch sẽ đi và các cái thành phần người ta sẽ trộn nó không đều. Quan trọng nhất của cái trà này là các cái vị phải trộn đều nhau và đầy đủ các vị. Và ở đây sẽ ghi tác dụng, thành phần, công dụng tất cả đầy đủ. Ví dụ như ở đây là cái thành phần là lạc tiên, nhân trần, cỏ ngọt, la sen, vân vân đấy, thì đầy đủ các vị ở đây rồi mà mọi người có thể đọc. 120.000 đồng cho một gói như thế này. Và cuối cùng ở đây là cái trà giảm cân lá lam 10 vị. Trà này mình bán được cực kỳ nhiều và nhiều cô chú anh chị đã mua và mua lại sử dụng rất là nhiều. Trong này có đầy đủ 10 vị lá lam. Thế mà 10 vị của nó sẽ bao gồm lá sen, linh chi, mướp đắng, phan tả diệp, chè vàng, chỉ thực và thảo quyết minh, cũng như là rào cổ lam, trần bì và sơn tra. Ở trong này có đầy đủ hết. Và cứ mỗi một bịch như thế này là 10 cái gói nhỏ bên trong. Thì chúng ta một bịch một cân như thế này là dùng được 20 ngày. Và cứ mỗi một ngày thì chúng ta lấy một nửa của gói này, nấu với 1,5 lít nước và chúng ta đun lên sôi khoảng 5 phút hoặc là hãm với nước nóng. Hãm với nước nóng và chúng ta lấy cái nước đó chúng ta uống thay nước bình thường hàng ngày. Thế thì ở trong này nó sẽ có linh chi này và rào cổ lam, cho nên là cái vị nó hơi ngon ngâm đắng một chút nhưng mà rất là dễ uống nha. Thì cô chú anh chị có thể cái này 150 cân, thì cô chú anh chị nào mà chúng ta bị béo bụng này hay là cái cân nặng của chúng ta đang bị nhiều quá, bị thừa hay là bị mỡ gan, mỡ máu thì chúng ta sẽ sử dụng cái trà này để chúng ta hãm nước uống thì cực kỳ hiệu quả. Bên mình bán được nhiều cái này lắm tại vì cái nhu cầu sử dụng cái này cực kỳ nhiều nha. Rất nhiều người bị béo bụng. Thì như vậy là mình vừa giới thiệu bốn cái loại trà mà bên mình bán cực kỳ cháy và nó có tác dụng cao khi mà chúng ta sử dụng. Trà sơn mật hồng sâm loại thường 80.000 một cân, trà sơn mật đặc biệt là 130.000 một cân, mà hai cái loại trà này giúp dễ ngủ này và chúng ta giải độc gan tốt cũng như là uống thanh nhiệt giải độc, uống hàng ngày được luôn. Cái trà giải độc gan này cũng thế, chủ yếu giải độc gan, giải thận và giảm cân thì chúng ta sẽ sử dụng trà này. Giải độc gan thì 120 một gói, trà giảm cân lá lam 10 vị là 150.000 một cân. Thì cô chú anh chị có nhu cầu về cái trà nào trong bốn vị này thì mình có thể liên hệ mình theo số điện thoại mình đặt ở trên màn hình 0974010585 hoặc là 0909010585, hai số mình đều có Zalo và cả Facebook luôn. Thì cô chú anh chị có thể bấm Zalo một trong hai số để nhắn tin cho mình hoặc là gọi điện trực tiếp.
Giá cả cũng như là số điện thoại mình sẽ để ở dưới phần mô tả, thì cô chú anh chị có thể bấm một cái chữ xem thêm để chúng ta xem. Ok, xin kính chào cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.